sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Con nộp hồ sơ trường gần cháu khỏe tự nhiên đi chi xa vậy? Bởi vì không có con không hiểu gì hết á. Thứ nhất là phải cho con mình học trường điểm để mà nó nở mặt nở mày với bạn bè, nó không có thua kém, nó xấu hổ. Cái thứ hai nữa là nguyên một đám con tụi mình phải dồn vô một trường để chi, để các bà mẹ dễ gặp gỡ nhau nè, có nói chuyện cũng dễ nè, đàn đứng đi chơi cũng dễ nè, đúng không? Em là em phục chị lắm luôn á, đang rất là căng thẳng tính trường cho con mà chị còn nghĩ tới chuyện chơi được nữa. Nhưng mà em thấy là ủa, trường nào học cũng được mà sao phải học trường điểm dữ vậy? Không, Minh Ngọc nó nói á là phải học trường điểm mới bằng bạn bằng bè. Bây giờ là ít trường điểm lắm, mà phụ huynh nào cũng muốn cho con học trường điểm nên bởi vậy phải xếp hàng, phải cầu cạnh nhiều lắm. Ủa thiệt vậy hả? Trời, đã tốn tiền mà còn xếp hàng vậy hả? Em còn nghe nói hả là chạy chọt, chạy tới chạy lui nè, rồi còn phải gì đó xếp hàng từ đêm tới sáng mới nộp cho được. Thì đúng rồi. Chị hai đứa con kinh nghiệm chị thấy sao? Con chị giờ cũng đâu học trường điểm đâu, cho nên chị đâu có kinh nghiệm. Em đồng ý cái quan điểm của chị, em thấy là trường nào học cũng được, đúng không? Trường nào cũng dạy như trường nào sao mọi người cũng phải chạy trường điểm hay sao ta? Em nói vậy không đúng, chừng nào em có con em mới hiểu được tụi chị nghĩ cái gì. À đúng rồi đó, Minh Ngọc cũng nói vậy đó, có con mới hiểu. Mình chưa có, mình chưa có hiểu. Em cũng chưa có hiểu. Thầy ơi, thầy, thầy ơi. Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ nhận hồ sơ có hộ khẩu tại địa phương. Ủa sao kỳ vậy thầy? Chúng tôi đã dán thông báo cụ thể ở bên ngoài, chúng tôi không nhận hồ sơ có hộ khẩu ở khác địa phương. Mong cô đọc kỹ và tránh làm mất thời gian. Nhưng mà thầy ơi, thầy, thầy ơi. Trời ơi, nhỏ này nó pha nước độc cho mình hay sao mà ngày nào cũng đủ bào hết trơn. Thật sự nha, chị thì đang rất là rối, chị rất là lo, nhưng mà chị có một thắc mắc sao quán em ế vậy, không thấy một người khách nào luôn á. Thì mỗi lần mấy chị xuất hiện là khách đi về hết. Mình mà như trấn quán người ta vậy đó. Trời ơi, chuyện lo gì đâu không, mà cái chuyện quan trọng không lo, bà nói chuyện gì đâu không vậy? Thì đang lo nè. Ủa mà em thấy có gì đâu lo ta. Bây giờ nếu mà theo thông tin em biết được á, mà hết, người ta nói hết đúng không? Nhưng thực sự không phải vậy, nếu biết chỗ chạy mình vẫn có thể chạy vô được. Rồi, chạy đâu? Chạy đâu? Làm sao? Em biết chỗ chạy hả? Chị chị với em biết chỗ chạy hả? Chị rối lắm luôn á. Bây giờ em nói chị đi. Ừ em nói chị, đi mất bao nhiêu bình tiền? Bình tĩnh. Đó là em nghe nói thôi. Chứ nghe là sao không, bây giờ? Không không, nó nghe nói cũng hợp lý, nhưng mà nếu mà chạy á là tốn khoảng nhiêu tiền? Đúng rồi, bao nhiêu nè, để tụi chị tính. Tầm khoảng 50-100 gì đó. Trời ơi. Trời ơi em ơi, chị em mà em tính giá vậy chết rồi. Thôi, em nhầm mắt như vậy em mất bớt được không? Làm ăn như vậy là vô đạo đức đó em. Chị nói thật, không ơi, thể chị nào em mà chặt chém người trong nhà như rồi, vậy được. Tình em phải tính lại đi chứ. Em mất bớt em chị mới được. Mấy chị ơi, Khánh Ngọc không biết gì hết, cái này là em nghe người ta nói thôi, chứ em đâu phải cò đâu mà tự nhiên xối xả giùm em vậy. Ôi xin lỗi, tại vì tụi chị đang rối quá, nghe một cái tưởng là có đường ra, hiểu không? Xin lỗi. Bây giờ làm sao? Nói chuyện luôn á, mà phải có một cái cách gì á. Tại vì tụi chị nghĩ rồi, kiểu gì cũng phải cho mình con mình vô trường điểm học đàng hoàng với bà ơi. Đúng rồi. Tôi thấy cái chuyện đó nó quan trọng lắm á. Thà tốn tiền nhưng phải chạy, đúng không? Đúng. Đúng vậy, chúng ta phải chạy. Đi. Ê, chạy. Ê, đợi nước em, tiền nước em chưa trả. Lên phòng ngủ mà nằm đây. Có chuyện gì mà chiều giờ em buồn nha? Buồn chứ. Thì chuyện chuyển trường học cho con nè.
trường điểm đó. Chạy không được. Chạy trò gì? Con học trường nào không được, miễn sao á ngoan, tốt là rồi. Anh sao vậy? Bây giờ mấy đứa bạn em á, con nó học trường điểm không à. Mà học trường điểm có tương lai, con mình không được bằng tán thiệt thòi rồi, tương lai nó ra làm sao? Mới lớp 1 mà tương lai gì? Với lại bây giờ vợ chồng mình không nộp được hồ sơ, biết sao giờ? Anh cho em 50 triệu chạy trường cho con đi. Em làm như nhà mình có điều kiện không bằng. Đừng có nói em định bán anh nha. Bán anh mà có giá em bán rồi á, anh không ai mua đâu. 5 triệu không biết có người mua không nữa. Trời ơi, em tức em dễ sợ luôn á. Em biết vậy hồi xưa em tỉnh táo chút xíu, em lấy chồng giàu, giờ em búng cái là em có 50 triệu lo con rồi. Em nói hay quá. Nói chê người ta nghèo á, mà lúc đó cứ đẻo 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 thế anh hoài à. Anh mà không lấy em á, cuộc đời anh giờ bớt nghèo rồi. Ê, anh vừa phải ai lẻo đẻo thôi anh. Đi ngủ đi, tôi không ngủ vòng. Kệ tôi. Tôi nằm đây, ngày mai tôi có 50 triệu nè. Thôi nên ngủ đi. Không. Đi. Cho 50 triệu mới đi ngủ. Lúc nào xong việc á, em nhờ mấy người bạn á chở về. Hôm nay chủ nhật, anh tranh thủ chạy thêm vài cuốc để kiếm tiền. Biết rồi. Ủa mà chiều anh lo tranh thủ về sớm ăn cơm nha. Anh biết rồi. Rồi có gì chiều anh về á, rồi hai vợ chồng mình tính kỹ hơn. Kỹ gì mà kỹ? Bây giờ anh tính sao em không biết. Con người ta là lo chạy trường là mấy bạn em là xong hết trơn luôn rồi đó. Có con mình chưa có kìa. Nói gì kỳ vậy? Nghĩ sao em đi so sánh bạn bè em với gia đình mình được? Không phải là em so sánh bạn bè, mà là con của mình mới thua thiệt người ta. Anh đã nói với em rồi, con mình mới học lớp 1 mà. Thôi thôi được rồi, anh đi làm đi. Em vô trỏng em gặp người ta, em nhờ giả chuyện chạy trường nè. Ủa? Tới rồi hả? Ủa bà chọn được trường cho con chưa? Mấy bà chọn được chưa? Ừ. À, trời chúc mừng nha. Tôi chắc vài bữa nữa. Ủa sao vậy? Chứ giờ á, trường điểm á, học phí gì mà đến 50 triệu tiền đâu mà lo cho nổi. Ờ đúng rồi. Chứ mà giờ bà mà cứ lo mà chạy trường rồi cứ giống như tụi tôi, giống mọi người là bà cũng mệt mỏi lắm á. Đúng rồi. Tại vì á, mình nghèo, mình khó khăn á thì mình phải ráng mình chịu thôi. Chứ bây giờ mình đu đeo theo những người khác thì làm sao mà đu kịp chứ. Đúng rồi. Thôi là mấy bà là có trường điểm hết rồi. Trời ơi, tụi tôi xong hết rồi. Nói chung là xong hết rồi, đợi bà tới đó. Vậy tốt rồi. Thôi vậy mấy bà cho con học trường điểm đi. Tôi dắt cho nó học ở trường gần nhà cho nó tiện. Ừ thì tụi tôi cũng quyết định rằng là đâu có cho con học trường điểm đâu, quyết định cho học gần nhà hết luôn rồi. Ừ, như vậy á thì mình sẽ dưỡng sức được cho con từ nhà tới trường cái khoảng thời gian nó ngắn như vậy, con nó sẽ đỡ mệt. Ủa làm sao? Ờ thì trời đất ơi, thì nãy giờ mấy chị đang ghẹo chị Quyên mà. Ủa là hồ sơ này là hồ sơ rồi. Thôi để tôi giải thích cho bà nghe. Ủa trường bình thường mà đâu phải trường điểm đâu. Ừ. Nãy giờ tôi nói rồi, quyết định là cho học trường bình thường mà. Nè, tụi tôi á suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra là bây giờ trường điểm với trường bình thường á thì cũng là của nhà nước. Chất lượng cũng không có thua kém nhau là bao hết trơn á, mà vừa tốn kém nè. Thay vì đó mình quyết định cho tụi nó học gần nhà đi, vừa đỡ mất công đưa đón đúng không? Đúng. Tốt cho sức khỏe đúng không? Tụi nó đỡ mệt. Mình cũng đỡ mệt. Ừ vậy thì tốt rồi. Ừ mà định nói với bà rồi mà thấy bà nghiêm trọng quá. Nghiêm trọng gì đâu, thì con học trường nào cũng được, tốt mà, có gì đâu. Bà cũng là căng luôn đó. Ủa căng thì nào, thấy bình thường mà. À mà thì vậy là bình thường hả? Rồi mà căng thì nó làm sao nữa? Thôi được rồi. Mệt quá, mệt. Tưởng là tưởng gì? Thôi nói vậy nè. Thôi bây giờ nói chung là cái vấn đề trường học cho con là xong rồi đó. Tôi nghĩ là khỏe rồi, bây giờ tụi mình đi ăn mừng đi được không? Đúng rồi, mình phải ăn mừng một bữa. Không hát karaoke. Quá thế. Gì? Cái gì vậy? Rồi coi coi menu uống nước đi chị. Đang coi nè. Cái gì? Mày nói lớn được không? Gì vậy? Rồi coi đi chị, uống nước cái món nào mát mát. Quá em mới có mấy cái món mới rất là ngon. Trời. Có gì đâu. Uống nước đi chị. Tập trung kêu nước. Có cái gì ngon ngon nha. Có cái gì ngon ngon nha.
Đối với Trang, bản năng làm mẹ là trên hết. Mặc dù đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà đến bây giờ Trang vẫn thấy mình làm đúng. Dạ, thì Trang đã chuẩn bị đến đâu cho việc lần đầu tiên sinh em bé của mình? Trang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và sẵn sàng đối mặt với tất cả những khó khăn để chào đón thiên thần bé nhỏ của mình. Và ngay cả khi không có người đàn ông của mình bên cạnh à? Việc này thì Trang cũng đã tự hỏi bản thân và Trang đang rất sẵn sàng. À, và một câu hỏi cuối cùng dành cho Thùy Trang. Đau bụng quá. Chị ơi, chị có sao không chị? Dạ không. Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Đến đón em. Chị có sao không chị? Muốn buông xuôi đời lo cho chính ta, ngày ngày xa phố mua sắm ngả cà, tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia, em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắp gần sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương mẹ biết sữa.